đây đây đây, xuống 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 đấy, đi là nó đi rồi, nó đi leo leo ngạc nhì nhì cho đừng cái nghi miệt nó là mất hồn. Dạ dạ dạ, quậy bữa coi á, tâm quyết không à, chứ không hay dưỡng đâu. Đi đi đi, thằng đây nó cay sữa đâu nó dễ. À, đi vô anh với cái con lớn vô trước, nó biết ngọ đâu, con này khi nào nó vô rồi đấy. Đi. Con nào nó như con heo. Đi đi đi, bước bước nhẹ 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 không nó quay. Ê, xuống 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 xuống, từ từ hết lũ kia đi hết rồi. Hi, lại một ngày mới bắt đầu. Tùng TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn, hôm nay là thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2022. Và rất là lâu rồi mình không có làm video trên kênh, vì là bằng cái công việc cất nhà ở quê. Thì sáng hôm nay hành trình vận chuyển 3 con 3B đồng giá 22 triệu bao vận chuyển về cho ông anh ở trong thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thì mặc dù số lượng bò rất là ít, nhưng mà mấy ngày vừa qua mình nghĩ mình không có đi mua bán, thì ngày hôm qua mua được có 3 con. Thì anh chốt thì mình cũng làm cái video và chia sẻ cái cuộc hành trình giao cho anh, cũng như là bắt đầu từ ngày mai ngày mốt thì mình tiếp tục bắt đầu công việc mua bán lại. Và ai quan tâm đến bò 3B, giá cả bò hàng ngày, thì đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ tinh thần mình ra những video mới, cũng như là xem báo giá bò hàng ngày của mình nhé. Và chia sẻ với quý bà con, sáng thì mình đi rất là sớm và hiện tại mình đang có mặt tại thị trấn Chí Thạnh Phú Hòa, ấy nhầm, thị trấn Chí Thạnh Phú Yên đó. Thì bây giờ mình lên mình thêm lại bò, và cái cuộc hành trình mình giao 3 con 3B này cho anh có thuận lợi hay không thì mời bà con đón xem hết video và biết cái cuộc hành trình mình nó như thế nào nhé bà con. Rồi cùng thêm lại bò với mình và cùng bắt đầu cái cuộc hành trình về thành phố Tuy Hòa, giao 3 con 3B đồng giá 22 triệu cho ông anh nhiệt tình trong đó. Rồi bắt đầu nội dung video với mình nào. Thì đó bà con, đó, trước màn hình quý vị chị và các bạn là 3 con 3B đồng giá 22 triệu một con đó. Còn này thì chia xíu với bà con là chiều cao rồi, và mét liên em thôi đó, mới sáng thì nó đang ngang hơi chá chá đó. Thì ba con như thế này đó, một con thì nó lớn sát hơn nhưng mà nó gỗ bò hơn, còn hai con thì đồng lứa mất đẹp đó. Thì ba con như thế này bao vận chuyển về tới cho anh đồng giá 22 triệu một con, ba con 66 triệu đó. Thì thêm bò thì bò nói chung là thêm xì đông thì mình thêm, chứ còn ba con như thế này thì xì mình này vô tư đó, không có suy nghĩ về việc sợ bò nó dính dơi hay là như thế nào. Rồi thì ổn định rồi thì mình tiếp tục cái cuộc hành trình nhà vào tham quan chuồng trại của anh, cũng như là giao bò cho anh. Rồi các bạn, đó thì mình đã đến gần trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên rồi. Đó là đại lộ Hùng Vương, đường dẫn vào trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đó thì anh nói là đi qua khỏi cầu Hùng Vương khoảng 5 coi thì anh đón. Đó thì mình vào tới đây thấy cái đại lộ nó to, nó rộng, nó đẹp quá, nên là cũng quay cái video chia sẻ cái khung cảnh cho quý bà con xem tham khảo đó. Ai ở Phú Yên thì chả xa lạ gì cái cung đường dẫn vào thành phố hết đó, nhưng mà những người không ở Phú Yên thì khả năng thì xem video này mới biết. Thành phố Tuy Hòa thì bây giờ đang phát triển, nói chung là đang xây dựng rất là nhiều các khu chung cư, khu nghỉ dưỡng quá trời trời luôn. Thì đó là cái con đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, nên là đường nó cũng rất là to. Còn khu bên này thì bây giờ đang xây dựng đó. Đoạn này thì còn thưa nhà, với cái đoạn trong kia giờ nhà hình thành lên cái khiếp rồi. Thành phố Tuy Hòa phát triển kinh lắm.
xôi bởi bà con tham khảo. Giờ mình cũng tranh thủ chạy vào giao bò sớm cho anh để không nắng đó. Thì mình trời bữa nay thì vào mùa này thì trời nắng rất là ghét, là mình cũng cố gắng đi sớm đó, tuy là rất là mệt nhưng mà vẫn cố gắng đi sớm để bò nó khuya. Mình mệt thì mình có thể nghỉ ngơi cho bò, mà nó mệt thì đủ chuyện vất vả, danh sách nó không được phát triển, rồi công việc nó khó khăn lắm. Bò mà có trục trặc gì mình cũng ngại lắm. Đoạn này để dựng hình hành là cái khu rất là to, rất là đẹp luôn đó. Rồi quay sơ sơ vậy thôi, tiếp tục công việc, tiếp tục đi. Rồi đây là cầu Hùng Vương đó, thì anh nói cách nhà anh cách cầu Hùng Vương rồi là tầm khoảng 5-6 coi nữa, mình cứ công việc mình chạy thôi đó. Thì phía bên trên thành phố thì gọi là cầu Đà Răng, còn phía bên dưới thành phố nó giáp biển thì gọi là cầu Hùng Vương, vì nó nằm trên cái tuyến đường Hùng Vương, đại lộ Hùng Vương đó. Ngoài kia thì hình như là cảng hàng không Tuy Hòa hay sao á, thấy máy bay quá trời trời luôn, 2-3 chiếc lượn lượn kìa. Rồi giờ công việc cứ giờ chạy, còn là anh đón chứ không biết. Đi đi, đây lẹo lẹo cho em được. Đi 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 đi, lẹo lẹo cho em rồi. Đi 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 đi, bước. Anh em kẹp luôn, em kẹp luôn. Đi 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 đi, xuống 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 xuống. Đấy, đi là nó đi vậy. Nó đi leo leo ngạc nhì nhì cho đừng kêu cái miệng nó là mất hồn. Dạ dạ dạ, quậy bữa coi á, tâm quyết không à, chứ không hay dưỡng đâu. Đi đi đi, thằng đây nó cay sữa đâu nó dễ. À, đi vô anh dắt cái con lớn vô trước, nó biết ngọn nào con này, khi nào nó vô đấy. Chù, vừa đủ ba ô luôn. Không có đất chặt, nó chặt chó gì của em. Dạ, về mà bê thì con giống nó giỏi đó, bác, mà nó nhanh lớn, tốt ăn nhanh lớn, chứ còn không thấy nó không phải như bò lai mình mà sát không sát nó to, mà về nuôi nó chậm. Đâu ra làm con nữa. Đây, con nào nói như con heo. Đây đây đây, bước bước nhì 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 không nó quay. Ê, xuống, 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 xuống. Từ từ. Thôi lũ kia đi hết rồi à? Vô, vô, vô. Bỏ lên. Đâu, rồi anh quay đâu ra, anh cột ở đây, anh đếm cậu này. Chúng ra chắc cũng nuôi lứa rồi phải không? 10 năm rồi. Nuôi 10 năm rồi. Nuôi lâu không? Nào giờ nuôi bò lai hay anh nuôi ba bê? Ba bê cũng có, Pháp cũng có, không có nuôi bò lai. À. Không không có nuôi bò lai. Chỉ có Pháp với ba bê thôi. Bò đã nuôi rồi thì yên tâm. Nhiều người hồi trước giờ nuôi bò lai ấy, vô nó quà. Sao không bò ba bê, chút có tiền giữ. Từng nuôi ba bê. Dạ. Yeah. Nuôi còn phải mấy chục con. 10 năm nuôi bò rồi thì yên tâm. Khỏi lo. Hơn nữa chứ mừng. Hơn nữa. Vậy là dạng đam mê, nhà có thức ăn thừa, đam mê thích vậy. Thằng đây cay sữa hết rồi. Ông đây còn con đây nhớ bòi này, ngày hôm qua em dắt về thấy con kêu với con hai con kia im. Con này hả? Con đây đây. Con đây còn nhớ bòi này. Nhỏ. Hai con kia im hết rồi. Anh rút qua kìa, cho dài là ngắn lại chút mà. Quá. Anh ném dài em. Rồi, ok.
Quất nem cổ giải vô rồi nó đứng nó ăn nghe ổn định này. Ăn rơm được. À, không không có rơm mà bỏ rơm ăn. Bỏ rơm có gì là ăn là khôi phát. Nào, ba con đồng giá 22, à, ba quần chiến về tới chuồng. Đi sớm. Rồi đấy đúng 2 giờ bắt đầu chứ giờ chúng chắc bò vô đi rồi ấy. Thấy không sợ nắng. 2 giờ đi 2 giờ hả? À. 2 giờ sáng á. Đeo. Chờ ở ngoài cắt sơn của cát đó bác. Dạ. Yeah. Vô đây còn kèm mấy vậy mấy. Nào, cứ bò đó đi rồi ấy, nó ra ăn. Đứng ní cái mặt chú nó ra ăn. Cục ngay ngay dời còn nó lại khỏi quay. Đồ của chú là được mấy lon? Đồ chú được mấy lon? Từ mai tới chiều nha. Từ mai tới chiều vậy? Hiện tại bây giờ là vẫn từ mai tới chiều. Ngày hiện cũng biết rồi, ngày cũng cho đi cho. Dạ rồi, sức khỏe nó yếu cho nên là ngày cũng giảm bớt bây giờ. Dạ rồi, sức khỏe yếu cũng biết thôi. Ngày cũng không nhận, không dám uống say được. Dạ. Say nó mệt lắm. Say mệt. Hầu kia uống còn sức thì nó khỏe chứ giờ say nó mệt. Hầu kia uống say thì uống say rồi, say rồi thì lại đi uống nữa. Bây giờ đây không dám muốn chơi một chút nhưng mà lo mà chẳng dám họ có gì là cô cháu mình bên Hàn Quốc mến nha. Ở hồi quốc yêu nha, công việc của em thì bò em cũng giao xem à, tiền giờ cũng nhận đủ rồi à, nhậu thì cũng nhậu từ sớm giờ rồi à, đầy đủ hết anh em nữa, tình cảm ý nghĩa vậy sao nữa. Cảm ơn chú. Giờ em xin phép thượng lộ bình an nhé. Dạ thượng lộ bình an. Rồi rồi vậy nha à, chú đấy y giỏi 22 triệu là nó như tầm bò của anh đó. Dạ 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 rồi giờ chạy theo đường cũ ra Hùng Vương. Dạ vẫn chưa đếm mà giờ ổng nhìn thấy si bò phái rồi chứ.